Hello, xin chào anh em. Thì ngày hôm nay em sẽ lên để giới thiệu đến cho anh em một lô cần nhé anh em nhé. Đấy, lô cần bao gồm có cần lua này, cần tay này, nóng ngắn, nóng dài, một chiếc cán vợt hôm qua có người chốt nhưng mà tìm mãi chả thấy địa chỉ nên là em phải lên lại. Có một hai cái cần lua này, đấy, hai cái cần lua của Myrus Crab này, hai cái cần này rất là ngon nhé anh em nhé. Đấy, thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng tải video lên nhé. Anh em muốn mua ấy hay là muốn hỏi cái gì thì nên gọi điện trực tiếp cho em, chứ anh em nhắn tin ở trên YouTube ấy thì em khó phản hồi lại được anh em lắm. Hầu như phản hồi lại thì anh em sẽ không nhận được. Đấy, một là anh em gọi điện trực tiếp cho em, hai là anh em có thể nhắn tin trên Zalo cho em. Đấy. Thì đến với cái đầu tiên. Đầu tiên là hai cây cần lua một khúc nha anh em nhé. Đấy, hai cây cần lua một khúc. Thì cần này là cần của cần của Compass Stick nha anh em nhé. Compass Stick. Cái cần này nó có độ cứng là MH nha anh em nhé. Dài 1m75. Đấy, dài 1m75 một khúc. Tải mồi mắc 28g, tải dây mắc là từ 8 đến 20 NB, cứng MH, khoen là khoen Fuji Stick. Khoen Fuji Stick như thế này nha anh em nhé. Đấy, khoen Fuji Stick như thế này này. Đó, khoan Fuji Xích. Xích này, xích titan đời đầu luôn. Cái này rất là ngon luôn. Đấy, một khúc nha anh em nhé. Một khúc máy ngang. Đó, một khúc máy ngang. Đấy, một khúc máy ngang. Thì ở cái phần này thì như là nó bị mất một cái nắp chụp ở đây rồi nha anh em nhé. Đấy, nó bị mất một cái nắp chụp ở đây rồi. Đấy, nó bị mất cái nắp chụp rồi. Đó, cứng MH anh em nhé. Trọng lượng của nó cân được là 140g. Này anh em về mua thì có thể độ lại thành cần cắm gốc, được cái ngọn 2mm. Thì cái này mã 1 nha anh em nhé. 1 em bán cho anh em cái này với giá là 750.000. Đâu em dự bỏ được cái này một khúc thì nó hơi khó chơi một tí. Theo cây số 2 thì là một cây cần, cũng là một cây cần máy ngang một khúc của hãng Daiwa. Cây này cũng rất là ngon luôn nha anh em nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Thì cây cần này có chiều dài là 1m8 một khúc. Thì cây cần này có tải mồi, giải mồi là mắc là 21g, tải dây từ 6 cho đến 14 NB, make in Thái Lan nhé anh em nhé. Đấy, team Daiwa Tornado. Cái này rất là ngon luôn. Đấy, khoen Fuji Six nha anh em nhé. Fuji Six đời mới luôn. Cần còn khá là sáng và đẹp. Hình tầm 90% cây này, cần này nhé anh em nhé. Cần này anh em mình lấy về sau đó rồi độ lại, cắt gốc đi này, cắt gốc nhá. Đấy, xong là độ lại một cái ti. Rồi làm thành một cây cần cắm gốc thì đi đánh nóc thì bá cháy luôn. Cần này rất là ngon luôn. Nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, tìm mày qua tốc là đồ nha anh em nhá. Thì cái cần này em cân được trọng lượng của nó là 120g. Máy ngang nhá anh em nhá. Ngọn có độ lớn là 1.9mm. Thì cây cần này có mã 2 bán cho anh em cây này giá là 1.100.000 nhé anh em nhé. Tiếp theo mã 3 thì ở đây em có một cây cần quả một cần tay nóng ngắn anh em nhé. Độ cứng của nó còn tầm khoảng 2H, thu gọn là 55cm, chiều dài là 4m rưỡi, dành để cho anh em câu chép, câu giếc, câu suối. Đấy, ngọn của nó như thế này. Nóng 2 này, nóng 3 này. Cần này là một cây cần nội địa nha anh em nhé. Đấy, bên trong này, cây này còn rất là ok. Ngoại hình đặt tầm bữa khoảng 85 đến 90%. Đấy, đây là cái xước này anh em này.
Đó. Khá là sáng nhé anh em nhé. Ờ, trong con cần này em cân được là 180 g, cứng có khoảng 2-3 h anh em nhé, ngọn độ lớn là 0.9 mm, đường gốc là phi 23. Cây này cần này có mã số 3. Đấy, 3 bán anh em, cây này giá là 500.000 anh em nhé, 3 500.000. Tiếp theo mã 4. Mã 4 ở đây thì em cũng thanh lý một con. Đấy, một con Daiwa The Whisker 6m1. Cây cần này ra cần cực kỳ thẳng nhé anh em nhé. Đấy. Họ có còn nguyên nguyên luôn này. Đấy, đây nóng 1, nóng 2 này. Nóng 3 này, cây cần này có chiều dài là 6m1 anh em nhé. 6m1. Đấy. Thì cái này thì nó bám bụi ở bãi về. Đấy, nó bám bụi ở bãi về. Đấy, nó bám bẩn ở bãi này. Cái này thì em chưa lau chùi gì đâu anh em nhá. Đấy, nó nguyên nguyên bẩn này, nguyên cáu bẩn này. Đấy. Đấy, nguyên cáu bẩn anh em nhá. Dài 6m1, cứng 3h. Đấy. Trọng lượng của nó là 200 g. Chiều thu gọn là 50 cm. À, gốc có độ lớn là phi 24. Ngọn có độ lớn là 0.8 mm. Giờ cái cần này bán cho anh em với giá là 800.000 anh em nhé. Mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 ở đây em có là một cây cần của hãng Nissin. Có chiều dài là 7.2 m. Đấy, có chiều dài là 7.2 m, cứng khoảng 3h anh em nhé. Đấy, dành cho anh em câu giếc này, câu chép này. Đó. Đó, cái gì không ra này. Dây bên trong. Rồi. Đây, bị cuốn cái dây ôi thật chết này. Này, nó bị gấp gấp cái dây này vào trong nóng nên là nó không ra được nhé anh em nhé. Đấy, đây là ngọn của nó này, dài là 7m2 nhé anh em nhé. Chép giếc bây giờ đang là một chép một giếc rồi. Đấy, đây là vòng thứ 3 này, vòng thứ 4 này, vòng thứ 5 này, vòng thứ 6 này. Và hình cái này đã tầm cỡ khoảng 85% nhé anh em nhé. Đấy, nó bẩn, đây là chỉ là bẩn thôi nhé anh em nhé. Đấy, bẩn ngoài bãi nó bẩn này, để lau cái này hết luôn. 85%. Dài 7m2, cứng 3h, trọng lượng là từ cái gốc là phi 23. Ngọn 0.9 mm. Trọng lượng của cần là 300 g. Cây cần này có mã số 5. Để trong 50.000 nhé anh em nhé. Trong 50.000. Tiếp theo 6. 6 thì cây này em bán cho anh em với giá là 500.000 này. Này là một cây cán vợt anh em nhé. Có chiều dài là 5m. Đấy, rất là cứng. Cây này rất là cứng nhé anh em nhé. Rút ra rất là thẳng. Đấy, đây này. Gen 10 nhé anh em nhé. Đấy. Thì cái này này, trước khi em gửi đi em sẽ cuốn lại cho anh em, cuốn chỉ lại cho anh em nhé. Nó bị mất một cái khấu như này này.
Đấy, nó bị mất một cái khấu. Đấy. Trước gửi thì em sẽ gửi em sẽ cuốn hết lại cho anh em. Cuốn lại cái chỗ đấy cho anh em. Đấy. Mã 6 nha anh em nhá, 500.000. Đấy, dành cho anh em vứt bèo vứt đồ ấy. Trọng lượng của nó là 650 g. 500.000 nha anh em nhá, 500.000 mã 6. Tiếp theo mã 7. Mã 7 ở đây em có là một cây cần dây trong. Đấy, cái dây trong nha anh em nhá. Cái cần này cực kỳ ngon luôn. Cái cần này có độ cứng 80, dài 3m6 của hãng Olympic, Olympic America này. Đấy, cái cần này cực kỳ ngon anh em nhá. Cái này cầm rất là thích này. Ovan hook này. Đấy, kèm vài các thứ đầy đủ hết nha anh em nhá. Phôi rất là dày luôn. Dành để anh em câu chim, câu trà đấy. Cứng 80 nha anh em nhá. Đấy. Này. Đó. Đấy, bún nóng nha anh em nhé, 80 bún nóng. Ở đâu, 1, 2, 3 nóng nha anh em nhé, 3 nóng cứng 80. Sứ dẫn là sứ dẫn xích, pad là pad Fuji. Còn nó ngon hết nha anh em nhé, con này trên 90% đẹp lắm. Trọng lượng 400 g. Gốc có độ lớn là phi 22. Ngọn 3.3 mm. Cây cần này mã 7. 800.000 nha anh em nhé. Mã 8 ở đây em có là một cây cần ISO khoen lớn nha anh em nhé. Đấy, ISO khoen lớn của hãng Daiwa, Daiwa Regus 3-4,5 m. Cái cần này do Việt Nam sản xuất nha anh em nhé, Việt Nam xuất Nhật. Nhưng cái cần này nó còn khá là mới và đẹp đấy. Ngoại hình nó đạt tầm khoảng 90%, khoen Fuji, pad Fuji. Trọng lượng của nó là 220 g. Gốc có độ lớn là phi 20. Rất là nhỏ nha anh em nhé. Ngọn có độ lớn là 1.5 mm. Thì cây cần này nó là một cây cần ISO khoen lớn. Đấy. Đây, khoen của nó, khoen của nó đây anh em nhé. Đây, khoen này. Đó. Đó. Dài 4,5 m, cứng 3 nhé anh em nhé. Nhờ cái cần này em bán cho anh em giá là 1 triệu nhé. Mã 8. Mã 9. Chín ở đây em có là một cây cần của hãng Shimano. Đấy, Shimano Super Carbon. Dài 5,4 m. Tổng số nó là 6, chiều tôi gọi là 105 cm, độ cứng 3, dài 5,4 m. Pad Fuji. Thì cái cần này ngoại hình trên 90% nha anh em nhá, tem thị trường Nhật sản xuất này. Cái cần này rất là ngon luôn. Điều nó không xoắn xít tí thôi. Từ cái gốc phi 21,5. Ngọn 1.5 mm. Cái cần này anh em mình về hạ tay thì em bao anh boy em bo chấm đen luôn. Trọng lượng của nó là 310 g. Đấy, 310 g anh em nhé. Đây là khoen Fuji nhá. Đấy, trong nó còn rất là mới luôn. Đấy, rất sáng đẹp nhưng không biết những cái đóng trong như thế nào. Sức dăm thôi anh em nhé. Đấy, nhưng chỉ sức dăm thôi. Đấy, sức dăm thôi. Cái này sáng và đẹp lắm ấy. Đấy, chất liệu là carbon nha anh em nhé. Bán anh em cây này với giá là 1 triệu nha anh em nhé. 1 triệu, mã 9. Tiếp theo 10. 10 ở đây em có là một cây cần của hãng Daiwa. Đấy, cần của hãng Daiwa, Daiwa DX254. Thì cây cần này thì...
Nó được trang bị một cái pad Fuji tem vàng này. Cái cả này cũng khá sáng và đẹp nha anh em nhé. Đấy, anh em về hạ cần tay các đồ ok. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji Six Gold như này. Thì khoen của nó đã được thay rồi anh em nhé. Đấy, khoen của nó đã chắc là nó hỏng nên là người ta đã thay rồi. Đấy. Cái đầu bu ấy. Còn cái đầu bu này là, những cái khoen này là khoen zin hết anh em nhé. Đấy, khoen zin hết. Cuốn 2 dài 5m4. Khoen Fuji Six Gold, pad Fuji Gold. Anh em về hạ tay cái này nó khoảng 4H anh em nhé. Đấy. Tem vàng thị trường Nhật sản xuất này. Cái này khi mà mới sản xuất đập hộp ra cái này là 7 triệu ấy chứ không rẻ đâu anh em ạ. Anh em không tin cứ dẫn lên hệ Zano em check giá cho mà xem. Đừng những gốc phi 20. Đừng những ngọn 1.1mm thì cái này em bán cho anh em này với giá là 800.000 nha anh em nhé. Đấy, 800.000 mã 10. Chờ một tí bật quạt nữa. Mỗi quá. Tiếp theo mã 12. Nhà 12 ở đây em có là một cây cần của còn đấy là nội địa nha anh em nhá. Đấy, một cây cần nội địa này, Marine Road này. Cái cần này thì có mã code check code đàng hoàng ngay các bạn này, mã check code này 2014-2800 này. Đúng không? 1 dài 5m3, pad Fuji Stanet thì cây này hầu như là còn mới tinh đẹp keng luôn. Đấy, tinh đẹp keng luôn anh em nhá. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji Six như thế này. Đấy, khoen này là khoen carbon anh em nhá. Khoen vẫn là khoen của Fuji mà Fuji carbon, còn cái khoen những cái khoen này là khoen vẫn như khoen bình thường. Hàng zin nguyên bản. Đấy. Đấy, còn mới lắm nha anh em nhá. Mới lắm. Này, còn mới tinh luôn, chất liệu carbon, khoen Fuji Six Pad Fuji Stanet. Trong đường cây này em cân được là 180g. Gốc độ lớn là phi 22. Ngọn 0.8mm. Cái cần này có mã số 11. Đấy. 11 cũng 800 luôn anh em nhé. Đấy, cây này duy nhất còn cái cây này nó sót lại anh em nhá. 700 nay thanh lý cho anh em còn 600 luôn này. Cái này nó bẩn nhá anh em nhá. Cây cần này là cần dài 3m9. Đấy, dài 3m9 của hãng Suzumi. Cái cần này là dạng cần ISO nai sút. Thì nếu như mà tính sút thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng 20 năm. Còn nếu như mà tính ISO thì nó rơi vào khoảng số 5 nhé anh em nhé. Pad Fuji, khoen Fuji, ngoại hình cần được tầm khoảng 75%, khoảng 80-85% khoen Fuji. Đấy, đây là nòng 2 này, nòng 3 này. Đấy, nòng 3 này. Đây là nòng gốc này, hai carbon này, 600.000 nha anh em nhé. Đấy, cần là do Korea sản xuất, Zumi, dài 3m9. Gốc độ lớn là phi 23. Ngọn 2.5mm, 600.000 nha anh em nhé. 600.000 mã 12. Tiếp theo một cây cần lua. Đấy, một cây cần lua như thế này nha anh em nhé. Cái cần này thì có chiều dài là 2m4, được cứng M, tải mồi từ 8-16NB, tải dây từ 6 trên tải mồi từ 6-21g. Pad Fuji, khoen Fuji, cán mút, cái pad rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, như này này, toàn X toàn thân luôn. Nhưng mà mỗi tội là khoen Fuji thường thôi chứ không phải là khoen Fuji Six. Khoen Fuji Six thì ngon hơn. Khoen Fuji thì bây giờ tầm khoảng 1.7-1.8 triệu. Đó, cần rất là đẹp nha anh em nhé.
Trong đó sẽ cần 150 gram. Ngọn độ lớn là 1,7 mm. Thì cái cần này mã 13 nhé anh em nhé. 13 thì 850.000 anh em nhé. 850.000. Theo cây cần của hãng Ryobi còn nguyên hộp nhé anh em nhé. Này, em đọc một số cho anh em. Cây cần này do Korea sản xuất. Thì cây cần này có độ cứng 50, dài 2m1, trọng lượng 243 g, tải độ cứng dao động từ 30 cho đến 80. Đấy. Hai khúc chiều dài thu gọn 112 cm, đường kính gốc 20,8 mm, đường kính ngọn là 2.6 mm. Đấy, đây là các thông số của nó nha anh em nhá. Made in Korea này. Đấy, đầy đủ hộp luôn. Thế nguyên túi luôn anh em nhé, này túi zin luôn. Đấy, Ryobi thì cái cần này bán anh em luôn bây giờ 800 nhá. Sản sơ bài Ryobi này, cái này nó bẩn nhé anh em nhé, này để nâu bên trong có nguyên hộp nó cũng bẩn. Đấy, đây là gốc và ngọn của nó, mã cốt này, Made in Korea này, khoen Fuji trồng xám nhé anh em nhé. Đấy, Fuji trồng xám như này, phát Fuji. Cán là cán mút này, nó có cả cái dây cuốn cần nữa này. Phát Fuji cần đẹp keng nha anh em nhé. Thì 800.000 cái này nhé anh em nhé, 800.000 mã 14 thì em đã báo thông số cho anh em rồi, 14 800. Tiếp theo mã 15 thì 15 ở đây em có được một cái cần lua của hãng Myzot Club nha anh em nhé. Đấy, cần lua của hãng Myzot Club này thì thông số của nó như sau. Chiều dài là 3m05. Đấy. Tải mồi 40 cho đến 80 g, nâng từ 1 cho đến 3. Thì cái này nó được trang bị một dàn gen Fuji Classic này, Brand Nano Power Carbon Composite này. Gì đấy? Han à mà pad là pad Fuji DPS, còn mút là mút Eva nhá anh em nhá, mút Eva toàn chữ Nhật không này. Ở đây thì nó có đầy đủ hóa đơn ở bên trong này nha anh em nhé. Đấy, có đầy đủ hóa đơn ở bên trong này luôn. 3 khúc, dài 3m05. Này khá là ok rồi. Đấy. Nguyên tem luôn nha anh em nhé. Đấy, nano carbon này. Đấy, lành nano carbon, mới tinh luôn. Đấy. Vô trùng xoắn như thế này. Thì những cái cần này thì dành để cho anh em đánh nóc gành này, đánh nóc thật, đánh nóc đánh nhảy thật này, nua gành này, ấy hoặc câu chép chép châu Âu nhá. Đấy, Pat Fuji hai khóa này, đấy, Pat Fuji hai khóa này, mút mút Eva này, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Trong đó con này em cân được là 300 g nha anh em nhé, 300 g. Đường kính gốc áp pad là phi 20, đường kính ngọn 3 mm. Đấy. Thì con này em bán với giá là 4.300.000 nhé anh em nhé, 4.300.000. Mã số 10, mã số 15. Đấy, mã số 15, 4.300.000 cộng phí vận chuyển nhé anh em nhé. Tiếp theo đây em có là một cây Myzot Club Short Para SPX1002H. Cây này có độ cứng là H. Đấy, có độ cứng là H, em đọc thông số cho anh em nghe. Chiều dài là 3,4 cm này, ở quyển 3m04. Tải mồi mắc là 100 g, tải dây mắc là 3,5 PE, action rigura phát là mềm đều nhé anh em nhé, mềm đều. Đấy, ở bên trong này nó cũng sẵn hóa đơn luôn nhé anh em nhé, hóa đơn công ty luôn. Cần này như là của Trung Quốc sản xuất thì phải. Đấy, đây, Myzot Club Pat Fuji nhá, brand cũng là cái này là mút nano, mút ấy, Short Para Short Sigging, dài 1002H này. Khoen của nó là khoen
Fuji nha anh em nhé. Đấy, con Fuji. Đấy, con Fuji như thế này. Đây là đầu bu của nó này. Đấy, đây là đầu bu. Đây là khoen Fuji bướm nhé anh em nhé. Fuji bướm. Fuji bướm Akonai Sopara. Này cũng phù hợp cho anh em đánh gành, đánh nhái thật nha anh em nhé. Gành nhái thật, chép hoặc đánh group shop. Thì ở trong của nó cũng là 300g luôn. Đấy, 300g luôn. Cây cần này là do Việt Nam sản xuất anh em nhé. Made in Việt Nam. Việt Nam xuất Nhật. Đường kính ngọn 3.2mm. Đường kính ở cái chỗ pad ấy là 2.2mm. Đấy. Thì cái này có giá là 2.400.000 nha anh em nhé. 2.400.000. Đấy, 2.400.000 mã số 15. Đấy, thì hết 15 cây. Thì anh em mua cái loại nào thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo hoặc là số điện thoại cho em nhé. Chào anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.